Chào mọi người và chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để chỉ cho mọi người một cái số những cái tip mà mọi người có thể áp dụng nó khi mà mọi người nhuộm tóc, để có thể giúp cho cái màu nhuộm tóc của các bạn được lâu hơn, được rõ màu hơn và nó không bị phai màu á. Và cái tip đầu tiên ở trong video này không có cái gì khác ngoài cái việc mà các bạn cần phải tìm hiểu xem là cái cửa hàng, cái cơ sở mà các bạn nhuộm tóc á, nó có đủ kiến thức về hóa chất không và nó đã trường tồn với thời gian về tóc bao nhiêu năm rồi. Thì như cái ở chỗ mà mình nhuộm tóc thì cái anh mà nhuộm tóc cho mình á, là anh đã làm thợ cắt tóc từ hồi mình còn bé tí, từ hồi mình còn học lớp 4, lớp 5 ấy. Thì anh đấy đã, mình đã cắt tóc của anh đấy rồi và mình thường xuyên là làm hóa chất ở quán đấy. Cho nên là mình rất là tin tưởng cái tay nghề của cái anh mà mình nhuộm tóc. Và cái tip thứ hai mà mình muốn nói với mọi người là các bạn nhuộm tóc xong thì trong khoảng 3 ngày đầu các bạn nên gội dầu xả cho mình. Không nên dùng dầu gội ngay lập tức bởi vì là nó có thể sẽ bị bay màu ngay cái lúc đó. Tip số 3, và sau 3 ngày mà các bạn dùng dầu xả thì nên là sử dụng những cái dầu gội nó thiên nhiên một chút. Ví dụ như là những cái dầu gội chiết xuất từ những cái lá cây, những cái rễ cây ấy, thì chúng ta gội vào đầu thì nó sẽ, cái nhất là nó sẽ giúp cho chúng ta được màu được lâu hơn và nó sẽ không có những cái chất như là sunfet hoặc là những cái chất tẩy rửa của tóc, tẩy bụi của tóc, cho nên là chúng ta yên tâm là gội sẽ không hề bị bay màu đâu. Các bạn nên nhớ cho mình một điều là khi mà tóc các bạn đang nhuộm tóc ạ, thì các bạn cần hạn chế những cái thứ như sau. Đầu tiên đó chính là bạc hà, không được gội bất cứ những cái dầu gội nào có tính chất bạc hà, nghĩa là các bạn chỉ cần ngửi mùi mà có mùi bạc hà một chút ạ, là chúng ta tuyệt đối không được gội. Và các bạn nên hạn chế chất clo ở bể bơi. Có nghĩa là nói một cách khác là các bạn không nên đi bơi ấy. Bởi vì là hạn chế đi bơi thôi, có nghĩa là một tuần bình thường là các bạn bơi sẽ bơi 7 ngày thì nó sẽ cách ra khoảng tầm 2 ngày chúng ta bơi một lần, hoặc là một tuần bơi khoảng 3 ngày thôi thì nó sẽ ok hơn. Và về đến phần dầu gội và dầu xả cũng như là cái cách mà các bạn dưỡng tóc hàng ngày khi mà tóc các bạn nhuộm á, thì ngày hôm nay mình sẽ review cho mọi người một cái bộ sản phẩm của hãng Hedifuco. Và nếu như các bạn đã xem những cái video trước của mình thì các bạn có thể biết được là mình cũng khá là ưa chuộng cái hãng Hedifuco này, bởi vì là cái hãng Hedifuco này nó làm những cái sản phẩm, những cái chiết xuất của họ thì đều thực sự rất là tự nhiên và nó đem lại rất là nhiều hiệu quả tóc của chúng ta mà nó lại không hề gãy rụng tóc, khô rụng tóc gì cả. Và cái sản phẩm của Hedifuco này có bán tại Zenstone, mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới, các bạn có thể bấm vào đó để biết thêm những cái sản phẩm về Hedifuco mà Zenstone đang bán. Nếu như mình tìm hiểu thì Zenstone là một cái hãng ủy quyền Hedifuco tại Việt Nam, và chính vì vậy cho nên là chúng ta luôn luôn là có những cái giá rất là tốt khi mà chúng ta mua những cái sản phẩm Hedifuco tại Zenstone. Và ở đây thì mình sẽ có thêm một cái poster của những cái sản phẩm mà Hedifuco đã sản xuất ra rồi. Thì ở đây mình đã sử dụng qua khoảng tầm 1, 2, 3, 4, mình đã sử dụng qua 9 sản phẩm của Hedifuco rồi. Và chúng ta có quay trở lại với chủ đề chính, đó chính là bộ sản phẩm dầu gội của Hedifuco. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi về thiết kế của sản phẩm. Về thiết kế của sản phẩm này thì nó cũng thiết kế khá là đơn giản thôi. Với cái tông màu chủ đạo thì các bạn có thể thấy là một cái tông màu chủ đạo bao gồm là màu trắng, màu đen, màu vàng, kiểu màu vàng rất là sang ấy. Và vẫn là cái nắp mà màu xanh bạc hà này, nó là một cái đặc trưng của những cái sản phẩm của Hedifuco mà đã làm ra rồi. Và ở trên label của chai Hedifuco này có ghi những cái chú thích khá là đơn giản. Ở đây thì chúng ta sẽ có ghi như là sunfet và paraben free, có nghĩa là không có sunfet và không có paraben. Mình đã gặp rất là nhiều với cả những cái dầu gội cao cấp khác rồi, như là của Kevin Murphy, dầu gội của Byvlin, thì đều có những cái ghi như này. Bởi vì dầu gội cao cấp mà, và họ không dùng những cái chất hóa học để tẩy rửa, mà họ sẽ dùng những cái chiết xuất để có thể làm cho mái tóc của các bạn sạch hơn. Thì công dụng của cái chai dầu gội này làm sạch và nuôi dưỡng tóc một cách rất là nhẹ nhàng, và là cái dầu gội này nó sẽ rất là dễ gội rửa, nó sẽ không hề lưu lại những cái hóa chất ở trên tóc của các bạn. Theo như mình đọc thông tin ở đây là nó sẽ bao gồm là 7 chiết xuất của thực vật, là nó bao gồm những cái rễ cây, những cái hoa các thứ. Thì cái mình đọc ở đây đó chính là cái sea butter. Theo như mình biết thì sea butter là bơ hạt mỡ hoặc là bơ mỡ hạt gì đấy. Thì cái bơ này cùng với cả 7 cái chất thực vật khác, nó sẽ giúp nuôi dưỡng tóc của các bạn và đồng thời là chống lão hóa cái mái tóc của các bạn đi, nó sẽ không hạn chế được cái sự gãy rụng của tóc. Và về cái mùi hương của cái chai này thì nó khá là fresh. Mình ngửi qua thì nó là một cái tông mùi kiểu như là một cái tông mùi dừa, nó hơi ngọt ngọt một chút, cho nên là các bạn sẽ cảm giác thấy rất là thích khi mà gội cái chai Hedifuco này.
Và cái chất này nó không được đặc như dầu xả, nhưng mà nó lại bám vào tóc rất là nhanh và nó sẽ tạo bọt ra khá là nhiều. Mình cũng thấy khá là hay ở cái chai này là đối với những cái size khác như là mình đã từng gội qua của Kevin Murphy, thì cái dầu gội của họ ấy, khi mà gội lên tóc thì thực sự rất là ít bọt, rất là ít bọt, cho nên là gội sẽ cảm giác như kiểu đầu không sạch ấy. Nhưng mà cái chai này mặc dù là nó ghi ở đây là không hề có sunfet và không hề có paraben, thì lại gội lên tóc cũng cái lượng bọt khá là vừa đủ cho cái mái tóc của các bạn, và các bạn sẽ có một cái cảm giác rất là sạch, sạch rất là sâu khi mà các bạn gội cái chai này. Nó phải đi, và tiếp đến sẽ là một cái sản phẩm luôn luôn đi kèm với cả cái chai này, đó chính là cái chai dầu xả Head & Focal. Về cái thiết kế của nó thì cũng không khác gì so với cái chai dầu gội kia, chỉ khác ở chỗ là cái phần dầu gội shampoo thì nó khi là phần dầu xả ở đây thôi. Và cái chất của chai dầu xả này thì nó cũng rất là đặc, nó đặc hơn cái chai dầu gội kia rất là nhiều. Và các bạn chỉ cần sử dụng một cái lượng không quá là nhiều cho cái mắt tóc của các bạn, bởi vì là nó rất là đặc, nó sẽ thẩm thấu vào tóc của các bạn rất là nhanh. Với cái cảm nhận của mình khi mà mình gội xong cái này á, là một cái điều đặc biệt là nó đúng là thực sự là một cái sản phẩm rất là tốt. Nó khi mà các bạn gội xong nhá, thì đối với những cái loại xả khác là nó sẽ làm tóc của các bạn rất là mượt, và các bạn sấy tóc không hề lên volume, và các bạn vuốt sáp thì thực sự là tóc của các bạn lúc đấy sẽ không hề ăn sáp. Nhưng mà mình thì mình thường xuyên sử dụng cái sản phẩm combo này để gội đầu khi mà mình vuốt sáp, bởi vì là nó sẽ giúp cho mái tóc của các bạn cân bằng lại được cái độ ẩm. Các bạn phải biết là khi mà các bạn đã nhuộm tóc ạ, và đặc biệt hơn là các bạn đã tẩy tóc như mình, thì thực sự là tóc của các bạn gần như là sẽ bị chết đi, nghĩa là nó chỉ còn lại ngọn tóc trên bám ở trên cái đầu của các bạn thôi. Thì khi mà mình gội cái này á, nó sẽ cung cấp lại cho mình được cái độ ẩm, nó không bị quá khô và nó cũng không hề bị gọi là quá ẩm đến nỗi mà gây bết. Một cái điều đặc biệt mình thích ở cái chai này ấy, là nó cái độ mượt của nó vừa phải thôi. Bởi vì là nếu như mà những cái sản phẩm cao cấp khác mà mượt quá ấy, thì đúng là thích thật, nhưng mà có điều là các bạn gội dầu xả rồi gội xong thì thực sự là không hề muốn vuốt tóc một chút nào, bởi vì là vuốt tóc xong thì nó không hề ăn vào tóc của các bạn ấy. Cho nên là mình nghĩ là các bạn cái điều này mình nghĩ là mình không thích, và các bạn cũng y như mình luôn. Vì về cách sử dụng cái sản phẩm này thì cũng rất là đơn giản. Các bạn lấy một lượng dầu tay vừa đủ và trải đều lên mái tóc của mình, và sau đó thì các bạn hãy để trên tóc khoảng 3 đến 5 phút rồi xả lại bằng nước, thì nó sẽ đem lại hiệu quả khá là cao với mái tóc của các bạn. Và về cái chai Head & Focal này, nó mình đọc ở đây là nó bao gồm là 4 chiết xuất. Thì cái chiết xuất đầu tiên sẽ là cái chiết xuất của rễ cây ngưu bàng. Nếu như các bạn không biết cái rễ cây ngưu bàng ấy, thì nó là một cái rễ cây để có thể điều trị tình trạng da khô, da bị nứt ở trên đầu của các bạn, nghĩa là tạo hiện tượng gầu. Tiếp theo sẽ là chiết xuất của vỏ chanh. Thì cái vỏ chanh này nó cũng rất là tốt, nó sẽ chống được oxy hóa và kháng khuẩn, bảo vệ phục hồi da đầu bị tổn thương khi mà các bạn nhuộm tóc, nó sẽ dính hoạt chất. Và cái chiết xuất tiếp theo đó chính là chiết xuất cỏ đuôi ngựa. Và thực sự là cái cỏ này mình cũng là lần đầu tiên nghe thấy, bởi vì là ở Việt Nam đấy mình không nhầm là nó không hề có cái cỏ đấy đâu. Kích thích lưu thông máu dưới da đầu, giúp mọc tóc, giúp hình thành collagen, phục hồi da đầu bị tổn thương. Càng phản nó khá là same với cả cái vỏ chanh kia, nhưng mà nó sẽ giúp máu ở dưới tóc của các bạn được lưu thông hơn. Và cái chiết xuất cuối cùng đó chính là chiết xuất của cái hoa cẩm quỳ. Thì cái hoa cẩm quỳ này á, nó sẽ làm cho tóc của các bạn có một cái độ ẩm tự nhiên và rất là nhẹ trên mái tóc của các bạn. Và như vậy là mình cũng đã chỉ cho các bạn xong những cái tip về nhuộm tóc rồi, và mình đã review qua cho mọi người cái sản phẩm dầu gội Head & Focal này mà mình đã test qua cả một tháng qua, và nó thực sự rất là tốt. Click vào phần mô tả bên phía dưới để biết thêm về cái chai này. Và nếu thấy hay thì nhớ là đừng quên like, share và subscribe channel của mình, và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video sau. Bye bye.